2020 nhìn lại qua những bức ảnh. Năm 2020 có thể là một năm chúng ta không muốn nhớ đến, nhưng chắc chắn sẽ là một năm mà chúng ta đều không thể nào quên, bởi có quá nhiều điều xảy ra khiến chúng ta phải suy ngẫm và thay đổi cách sống. Hãy cùng American Blood Group nhìn lại những hình ảnh nổi bật qua từng giai đoạn của năm 2020. Một hình ảnh tràn đầy niềm vui và hạnh phúc trong ngày đầu năm mới tại quảng trường thời đại ở New York, Hoa Kỳ. Hình ảnh những đứa trẻ đeo mặt nạ làm từ chai nhựa trong khi chờ làm thủ tục bay được chụp lại ngày 30 tháng 1 tại thủ đô Bắc Kinh. Việc sử dụng khẩu trang đã trở nên phổ biến ở nhiều quốc gia. Ngày 31 tháng 1, hình ảnh một người đàn ông ở London vẫy một lá cờ khổng lồ sau 3 năm Anh Brexit thành công và chính thức trở thành quốc gia đầu tiên rời Liên minh châu Âu với 51,89% phiếu biểu quyết từ người dân nước Anh, Scotland, xứ Wales, Bắc Iceland và Gibraltar. Ngày 6 tháng 2, hình ảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump xuất hiện một ngày sau khi ông được tuyên trắng án trong phiên luận tội. Hình ảnh những chú chó đeo mặt nạ được chụp ngày 16 tháng 2 tại một khu mua sắm ở Thượng Hải, Trung Quốc. Ngày 26 tháng 2, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tổ chức một buổi họp báo về sự bùng phát của coronavirus và nhấn mạnh những nguồn lực nỗ lực không ngừng của chính phủ dành cho việc chống lại virus. Vợ của ứng cử viên Tổng thống Đảng Dân Chủ Joe Biden đã chặn một người biểu tình tấn công sân khấu trong bài phát biểu của ông ở Los Angeles. Hình ảnh Đức Thánh Cha Francis ban phép lành trong một quảng trường Thánh Peter trống ở Vatican được ghi lại ngày 15 tháng 3. Ngày 26 tháng 3, bức ảnh hội nghị trực tuyến về đại dịch coronavirus của các nhà lãnh đạo thế giới được chụp màn hình lại từ tòa nhà Quốc hội ở thành phố Canberra, Australia. Hình ảnh chụp lại một y tá điều chỉnh tấm che mặt cho một bé sơ sinh tại bệnh viện ở tỉnh Samudraka, Thái Lan ngày 3 tháng 4. Hình ảnh giãn cách của học sinh tiểu học được chụp lại ngày 16 tháng 4 ở Đan Mạch. Hình ảnh lễ cưới của một đôi vợ chồng trẻ chỉ có vợ chồng linh mục tham dự do yêu cầu giãn cách xã hội được chụp lại ngày 14 tháng 4 tại tiểu bang Virginia. Một hình ảnh khác về giãn cách xã hội được chụp lại trong công viên Domino ở New York ngày 17 tháng 5. Hình ảnh một cô gái ôm bà của mình qua tấm vải nhựa treo trên dây phơi quần áo ở thành phố Waltham, tiểu bang New York. Cả hai gặp nhau lần đầu tiên kể khi đại dịch bắt đầu. Hình ảnh Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi và Thượng viện Chuck Schumer quỳ trong im lặng trong 8 phút 46 giây khi họ bày tỏ lòng kính trọng đối với George Floyd. Ngày 20 tháng 6, hình ảnh Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đến một cuộc vận động tranh cử ở xa tiểu bang Oklahoma. Kể từ khi bắt đầu đại dịch, đây là hình ảnh đầu tiên của Tổng thống Mỹ Donald Trump đeo khẩu trang khi đến thăm Trung tâm Y tế Quân sự Quốc gia tại Maryland ngày 11 tháng 7. Ngày 26 tháng 7, chính phủ Triều Tiên đã công bố bức ảnh của lãnh đạo Kim Jong-un khi ông được bao quanh bởi các sĩ quan quân đội cao cấp đang cầm những khẩu súng lục kỷ niệm mà họ nhận được từ Kim. Bức ảnh chụp trên không cho thấy sự tàn phá khủng khiếp từ vụ nổ kinh hoàng ở thủ đô Beirut, Liban ngày 5 tháng 8. Hình ảnh một kỹ thuật viên thú y đang an ủi một con lạc đà không điếu bị thương do cháy rừng ở tiểu bang California. Hình ảnh ngọn đồi cháy rừng rực ở Irvine, California ngày 9 tháng 9. Hình ảnh cuộc tranh luận tổng thống đầu tiên của Tổng thống Mỹ Donald Trump và ứng cử viên Đảng Dân Chủ Joe Biden ngày 29 tháng 9. Hình ảnh một ngôi nhà đứng trơ trọi sau khi mưa lớn kỷ lục và lũ lụt được chụp lại ngày 3 tháng 10 ở Pháp. Hình ảnh vợ chồng Tổng thống Mỹ Donald Trump và vợ chồng ứng cử viên Đảng Dân Chủ Joe Biden trong buổi tranh luận tổng thống cuối cùng ngày 22 tháng 10. Hình ảnh một bé gái được cứu khỏi một tòa nhà bị sập ở Thổ Nhĩ Kỳ gần 91 giờ sau khi một trận động đất kinh hoàng xảy ra. Hình ảnh những người ủng hộ Tổng thống Donald Trump đang cầu nguyện sau khi Joe Biden được dự đoán là người chiến thắng trong cuộc bầu cử ở Michigan ngày 7 tháng 11. Hình ảnh những đứa trẻ cho ông già Noel xem những lá thư của mình trong tình trạng giãn cách xã hội ở Seattle. Hình ảnh tòa nhà Quốc hội Hoa Kỳ phản chiếu trong một vũng nước sau một trận mưa bão. Ngày 24 tháng 12, Tổng thống Donald Trump đã chính thức ký một dự luật cứu trợ coronavirus trị giá 2,3 nghìn tỷ đô la Mỹ.
Kết thúc năm 2020 với nhiều bất ổn, những khủng hoảng khiến cuộc sống của người dân trên toàn thế giới thay đổi. Hãy chào đón một năm 2021 với nhiều hy vọng và khởi sắc hơn. Hãy mong chờ một sự phục hồi mạnh mẽ từ nền kinh tế của các quốc gia cũng như nền kinh tế thế giới. 2021, năm mới với nhiều khởi đầu mới.